Sáng ngày 1 tháng 4, tỉnh ủy Cà Mau khóa 16 hội nghị lần thứ tư. Tinh thần của hội nghị là chỉ rõ các khó khăn dướng mắt của từng lĩnh vực, từng địa phương trong quý 1 để cùng nhau bàn bạc giải pháp tháo gỡ, thúc đẩy sự ổn định phát triển, hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của tỉnh nhà trong các quý còn lại của năm 2021. Phát biểu khai mạc hội nghị, Quỹ viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau Nguyễn Tiến Hải đánh giá trong quý 1, hệ thống chính trị đã nhanh chóng ổn định sau đại hội đảng các cấp, kinh tế xã hội của tỉnh Cà Mau tiếp đà tăng trưởng với nhiều thành quả tích cực. Trong đó phải kể đến kim ngạch xuất khẩu đạt 181 triệu đô la Mỹ, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2020, an sinh xã hội đảm bảo, quốc phòng an ninh giữ vững, công tác đối ngoại được đẩy mạnh, công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, cải cách tư pháp được triển khai đồng bộ hiệu quả, công tác xây dựng đảng, xây dựng chính quyền, dân dận mặt trận và các tổ chức đoàn thể được tập trung chú trọng. Hội nghị tỉnh quỹ lần thứ tư khóa 16 không có nội dung báo cáo văn bản, đi ngay vào phần thảo luận. Hội nghị lắng nghe ý kiến của đại diện lãnh đạo các sở ban ngành. Theo đó, Cà Mau đã đưa ra 3 kịch bản để ứng phó với đại dịch COVID-19. Về kế hoạch đảm bảo an toàn du lịch trong bối cảnh dịch COVID-19, Cà Mau cũng đã có điều chỉnh về quy mô, siết chặt các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Năm 2021 cũng xác định là năm mà Cà Mau tăng cường các chuỗi sự kiện lớn để quảng bá về du lịch. Về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, toàn hệ thống chính trị Cà Mau đã và đang dồn sức chuẩn bị đảm bảo đúng quy định tiến độ. Trong đó, các địa phương Ngọc Hiển, Trần Giang Thời tiếp tục đề nghị tổ chức sớm ở cụm đảo Hòn Khoai, Hòn Chuối. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau Trần Giang Hiện Thông tin công tác chuẩn bị cho bầu cử của tỉnh Cà Mau đã được triển khai đúng quy định tiến độ. Tuy nhiên, cần tăng cường công tác kiểm tra, hỗ trợ công tác bầu cử ở cấp xã, kịp thời giải quyết các phát sinh. Về một số nhiệm vụ trọng tâm trong quý 2 và thời gian còn lại trong năm, Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Tiến Hải lưu ý, không chủ quan lơ là đối với diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, tập trung cao độ cho công tác chuẩn bị để cuộc bầu cử diễn ra đúng quy định tiến độ, an toàn và thành công đồng thời triển khai các kịch bản giải pháp để ổn định phát triển toàn diện tỉnh Cà Mau trong bối cảnh thực hiện nhiệm vụ kép trong điều kiện bình thường mới. Bí thư tỉnh ủy nhấn mạnh, toàn hệ thống chính trị phải quyết liệt hành động để học tập quán triệt, triển khai hiện thực hóa nghị quyết đại hội đảng các cấp giao thực tiễn đời sống, đẩy mạnh tuyên truyền cho thành công của đại hội đảng các cấp, cuộc bầu cử khóa mới và xử lý triệt để các thông tin xấu độc xuyên tạc.